lũ lụt, bệnh dịch, hỏa hoạn và cháy lưu rình. Kinh Thánh chứa đầy các hình phạt truyền thuyết do Chúa Trời tức giận giáng xuống. Những chuyện về cái chết và sự hủy diệt không chỉ được viết trong quá khứ loài người mà còn trong cả tương lai. Thế giới hiện đại là chủ đề của các thảm họa bạn đang đọc trong Kinh Thánh. Nếu ta lại đối diện với cơn thịnh nộ của Chúa, nó còn có thể tệ hơn nhiều. Cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Nếu thế giới bị biến đổi bởi một trận bão hình phạt, became transformed by a punishing storm. Một trận lụt khắp thế giới tạo ra một thác nước đổ vào giữa các tòa nhà chọc trời ở New York. Cascading through the skyscraper canyons of New York. Một trận đại hồng thủy quét qua châu Á. Có xóa sổ các thủ đô lớn của châu Âu. Từ vũ trụ một cảnh tượng kinh hoàng, một đại dương khổng lồ bao phủ cả hành tinh. Liệu trận đại hồng thủy này có xảy ra trong tương lai? Những thảm họa như thế được liệt kê rất nhiều trong Kinh Thánh. Cái nhìn cận cảnh tiết lộ một số thiên tai xảy ra thật, có thể là nguồn gốc của các câu chuyện Kinh Thánh. Trong số đó có cả những mối đe dọa lớn nhất với con người hiện đại. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng có lặp lại, và nếu lặp lại thì vào lúc nào? Những điều này ảnh hưởng tới hiện tại. Người ta đọc Kinh Thánh một phần vì nghĩ mình trong đó. Các thảm họa tự nhiên trong Kinh Thánh vẫn tác động tới chúng ta. Mọi người hay lo sợ hoặc nghi ngờ về khả năng những thảm họa đó sẽ lặp lại. Sáng Thế Ký, chương 6, khổ 17. Hãy nghe đây. Ta sẽ giáng nước lũ xuống thế giới này để phá hủy muôn loài. Ở những nơi có sự sống dưới vòm trời này, mọi thứ trên trái đất sẽ bị tiêu diệt. Trong Sáng Thế Ký, cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, Chúa tạo ra vũ trụ trong 6 ngày và phá hủy nó trong 10 trang sách. Chúa tạo ra lũ lụt để trừng phạt con người vì họ đã trở nên hư hỏng. Họ cư xử độc ác và Chúa đã ra tay. Người muốn xóa sổ loài người khỏi vũ trụ. Khoảng 7.000 năm trước, một trận lũ lụt đã quét sạch vùng biển đen, bao phủ gần 100.000 km vuông đất liền. Có phải sự kiện này cho ra đời câu chuyện về cơn thịnh nộ của Chúa? Biển đen ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, biển này nối với địa trung hải với kênh đảo có tên là Bosphorus. Nhưng vào năm 1998, hai nhà địa chất cho rằng kênh đảo này có vẻ không phải luôn tồn tại. Theo giả thuyết này, vào khoảng 8.000 năm trước, nước từ địa trung hải tràn ào ạt vào lòng biển đen. Khi con đập tự nhiên ở Bosphorus cuối cùng cũng vỡ, toàn bộ đại dương của thế giới sẽ đẩy nước vào lòng biển đen. Giả thuyết này được gọi là trận lụt biển đen. Trận lụt đã đổ một lượng nước biển lớn khổng lồ từ địa trung hải tràn vào biển đen, gây ra hệ quả thảm khốc với người dân sống vùng ven biển. Thảm họa này có thể được liệt vào cơn thịnh nộ thần thánh. Trận lụt có dung tích nước như thác Niagara, nhưng cũng có lẽ là lớn gấp 20 lần, vì phải cần một lượng nước như thế mới có thể chảy qua khu vực này để đổ vào lòng chảo. Nước
năm 2000, nhà hải dương học Dwight Coleman và đội của ông đã vẽ lại bản đồ đáy biển đen để tìm kiếm bằng chứng của trận lụt. Ta đang thấy việc sử dụng phần mềm hình tượng hóa. Ta có thể bay quanh đây và đi theo con đường mà mực nước sông trước đây đã chảy vào biển đen. Con kênh bị nước biển cắt ngang chính là minh chứng về sự dữ dội của trận lụt. Rõ ràng có một con kênh rất sâu bị cắt chảy qua đáy biển đen. Điều này cho thấy một lượng nước khổng lồ đã chảy qua và chảy với tốc độ rất lớn. Dòng nước càng nhanh, sức tàn phá càng lớn. Việc phát hiện ra vỏ sò nước ngọt dưới biển đen cho bằng chứng xác thực về trận lụt. Vỏ sò này chứng tỏ trước đây 7.400 năm đã có lúc biển đen là hồ nước ngọt. We have freshwater mollusks growing in the Black Sea. This shell actually does prove that at one point in the past, khoảng 6.900 năm trước, tới thời điểm có vỏ sò nước ngọt cổ nhất, tức là trong khoảng 500 năm đó, một sự thay đổi đã diễn ra. So sometimes during that 500 year span is when that change occurred. Biến cố này đã làm thay đổi mãi mãi khung cảnh trước kia. This cataclysmic event. Khoa học có thể chứng minh được nỗi kinh hoàng của thời đó là thế nào. Chúng tôi nghĩ hàng ngàn người sống gần bờ biển đen vào lúc trận lụt xảy ra. Và tất cả những người đó đã bị trận lụt này cuốn sạch. Với những cư dân nông nghiệp sơ khai, những người sống dọc bờ biển đen trước đây, đây có thể là cảnh tượng khó tin, dường như một trận lụt lịch sử thực sự đã xảy ra. Nhưng cái gì khiến nước ở Địa Trung Hải dâng cao đến mức tràn vào nước ngọt của biển đen? Các nhà khoa học lý luận, tất cả bắt đầu ở kỷ băng hà trước. Thế giới có nhiều thay đổi trong kỷ băng hà vừa qua. Trước tiên, có một khối băng như trên đảo Greenland, dài khoảng 3 km trôi tận xuống phía nam, xuống Chicago và New York. Nó lớn thêm ra khi vượt qua đại lục. Khối băng đó rất lớn. Nhưng từ khoảng 11.500 năm trước, trái đất bắt đầu ấm lên và băng tan cần có chỗ chứa. Chúng đã mất tảng băng Laurentide dài 3 km. Tảng băng này tan chảy. Lượng nước đó đã ra biển và nước biển dâng lên hơn 60 mét. Vùng đất chia cách giữa Địa Trung Hải và Biển Đen không thể giữ được lượng nước này. Khi con đê vỡ, thế giới đã thay đổi. Biến động này có thể lặp lại. And this world-changing event could happen again. Thời tiết thay đổi diễn ra trong thời điểm địa chất. Đỉnh băng tan rất nhanh. Chúng tôi đo chúng bằng những vệ tinh đo khối đã mất của các tảng băng khổng lồ trên Greenland và Nam Cực. Tốc độ tan băng dường như tăng nhanh. Khối băng tan chảy này có thể lại khiến mực nước biển tăng cao. Hãy nhớ chỉ một mét nước dâng đầu tiên có thể khiến hàng trăm triệu người ở khu vực duyên hải mất nhà cửa. Nó không chỉ tàn phá nơi sinh sống, nó còn xóa sổ toàn bộ nền văn minh và xã hội. Where people live, but the entire course of civilizations and societies. Các chuyên gia tin rằng nếu Greenland và Nam Cực tan, sẽ khiến mực nước biển dâng lên hơn 60 mét. Greenland and Antarctic ice sheets would raise sea levels by over 200 feet. Không có một lực tự nhiên nào khiến băng tan trên diện rộng chỉ trong một đêm. No natural force could unleash that kind of mass meltdown overnight. Nhưng nếu những khối băng này dần biến mất, thì hành tinh chúng ta có thể trở thành thế giới nước. Our planet would be transformed into the ultimate war. Nếu cả Greenland và Nam Cực bị tan chảy, nơi đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là viễn cảnh mà Angkor đặt ra khi New York bị xóa sổ. Toàn bộ bờ biển phía đông thay đổi. Ta đang sống trên bờ biển từng là dãy Appalachian. Đây là một thế giới khác hẳn.
Sau trận đại hồng thủy, Kinh Thánh nói, Chúa sẽ không xóa sổ sự sống trái đất nữa. Nhưng ngày nay, với vô số thảm họa kinh hoàng trổ trực, ta không thể chắc chắn điều đó sẽ không đến bằng cách này hay cách khác. We cannot be so sure it won't happen one way or another. Một vài tai ương trong Kinh Thánh đã xảy ra trong thế giới hiện tại. If a few of the Bible's 10 plagues were to happen in our world today, ví như một đợt thủy triều đỏ tấn công các vùng biển quanh Manhattan, biến Hudson và sông Đông thành những con sông đầy máu. Hàng ngàn con cóc tràn vào thành phố. Trên cao, đám mây đen dày đặc tuần vũ trên nền trời. Từng đàn châu chấu khổng lồ bay khắp thành phố và ăn mục mọi thứ có thể. Làm sao chúng ta đối phó được với làn sóng thảm họa dồn dập đổ xuống như thế? Thế giới hiện đại vẫn là chủ đề của các thảm họa mà chúng ta có thể gặp trong Kinh Thánh. Chúng ta vẫn phải hứng chịu nhiều bệnh dịch, động đất. Chúng ta vẫn phải đối mặt với những cơn bão khổng lồ. Những thảm họa ấy đang tàn phá cuộc sống của chúng ta. Nếu thế giới ngày nay đột ngột bị thảm họa tấn công liên tiếp, khó mà hình dung chính xác làm sao ta có thể đối phó với chúng. Trải qua 10 tai ương, Chúa bắt đầu phá hủy một đế chế để giải phóng con người. Người Israel là nô lệ của Ai Cập và đấng vĩ đại muốn giải phóng họ. Nhưng các pharaoh không định từ bỏ nguồn lao động sẵn có. Pharaoh không muốn giải phóng người Israel. Và 10 tai ương này trở thành màn trình diễn giữa Chúa Trời và người Ai Cập. Khi bệnh dịch xảy ra, thì lần sau thường tệ hơn và sức tàn phá lớn hơn lần trước. Kinh Xuất Hành, chương 7, của 17. Ta sẽ giáng tội xuống dòng nước sông Nin, nó sẽ trở thành dòng máu, lũ cá sông sẽ chết và con sông bốc mùi. Người Ai Cập sẽ kê sợ khi phải uống nước sông này. Bệnh dịch đầu tiên sẽ biến nước thành máu. Không chỉ nước sông Nin, còn sông quan trọng của Ai Cập. Và tất cả các nguồn nước uống cũng phải gánh chịu dịch bệnh. Xác cá thối rữa, cái nóng thiêu đốt. Không có nước ngọt. Viễn cảnh như trong phim kinh dị. Nhưng những thảm họa này không chỉ xảy ra trong quá khứ, và vẫn còn cho tới ngày nay. Tôi nghĩ khi đọc khổ này trong Kinh Thánh, những ai nghiên cứu vấn đề này sẽ bắt gặp đoạn mô tả rõ ràng về một đợt thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ là hiện tượng tăng nhanh đột ngột số lượng loại tảo. Tạo ra các hợp chất gây nguy hiểm cho hệ thần kinh. Don Anderson là nhà hóa học làm việc tại Viện Hải dương học Woods Hole. Ông là một chuyên gia về thủy triều đỏ. Khi chỉ một trong những sự kiện này xảy ra, bạn sẽ thấy nó rất ngoạn mục. Dòng nước đổi màu, nước bốc mùi trông như máu. Thậm chí nước có thể đỏ như nước súp cà chua. Các đợt thủy triều đỏ bùng nổ gần đây ở Texas và Florida đã khiến hàng trăm con cá chết la liệt khắp bờ biển. Cá bị nhiễm độc tố từ tảo này sẽ chết trong vài phút. Cái chết đến rất nhanh. Những loại độc tố này rất mạnh. Chúng có thể đầu độc chính con người. Những đợt thủy triều đỏ bùng phát khi người dân sống dọc bờ biển khó thở vì chất độc bay trong không khí, trong bụi nước biển. Bạn sẽ thấy ho và khó thở và sẽ phải tránh xa bãi biển nếu không muốn bị ảnh hưởng. Ở khu vực châu thổ sông Nin, một bên là nước biển, một bên là nước ngọt. Chính trong môi trường đó, có vài kiểu thủy triều đỏ
nước chuyển màu đỏ, giết chết cá hoặc làm cá bị nhiễm độc. Đây là cách lý giải chắc chắn. Thủy triều đỏ tạo ra một loạt hiệu ứng dây chuyền, giải thích cho nạn dịch cóc trong Kinh Thánh. Đợt bùng phát đỏ lớn làm giảm lượng oxy trong nước, khiến sự sống không thể phát triển. Nếu có thủy triều đỏ, sẽ không lạ khi nhiều loài động vật cố thoát khỏi vùng nước thiếu oxy. Chúng không biết bơi, không thể sống dưới nước. Do đó, chắc chắn sau đợt thủy triều đỏ lớn, lũ cóc không thể sống trong điều kiện đó và sẽ cố lên cạn. Chúng sẽ chết đói và chết khát trên bờ. Nguồn thực phẩm của những loài động vật này là côn trùng. Nếu tính cả loài côn trùng, bạn sẽ thấy sự gia tăng của côn trùng bay và bò ở Ai Cập trong thời kỳ này. Đó chính là tai ương thứ ba và thứ tư. Xác phân hủy của cóc và cá thu hút bầy ruồi khổng lồ và gieo mầm bệnh khắp Ai Cập, rồi còn kéo theo sự tàn phá khủng khiếp của dịch cháy giật. Phải nhớ rằng thời đó con người chưa có thuốc kháng sinh. Nếu ai đó bị côn trùng đốt, các vết sộp có thể dẫn tới nhiễm trùng và kéo theo các bệnh lý khác nghiêm trọng hơn. Không chỉ có loài người nhiễm bệnh, các xác chết phân hủy và côn trùng bay có thể truyền vi khuẩn nguy hiểm. Điều này kéo theo nạn dịch thứ 5 và thứ 6. Gia súc bị bệnh và chết đột ngột. Cả con người và gia súc đều mắc bệnh lở loét da kinh hoàng. Đây là lý giải rõ ràng cho việc các hiện tượng tác động lẫn nhau, cũng như hiệu ứng domino. Khi một quân domino đổ, sẽ kéo theo quân tiếp theo cho tới hết. Tai ương thứ nhất sẽ lần lượt kéo theo các tai ương khác cho tới tai ương thứ 10. Ngày nay, thuốc kháng sinh có thể chữa được các bệnh nhiễm khuẩn, nhưng virus không dễ dàng khuất phục. Cũng như trong Kinh Thánh, gia súc đứng bên bờ vực của một đại dịch nguy hiểm. Đó có thể là virus cúm tồn tại trong cơ thể loài chim và lợn, hay một số loại động vật khác. Sau đó, một số chủng tiến hóa và đột ngột có thể sinh sôi trong cơ thể người. Đại dịch cúm lợn và cúm gà gần đây là lời cảnh báo mà con người không thể bỏ qua. Nhiều nhà dịch tễ học thấy, điều gần như hiển nhiên là vào một số thời điểm, bạn sẽ thấy các chủng cúm lợn và gà tiến hóa để có thể dễ dàng phát triển và lây lan ở người. Điều này có thể ít nhiều nguy hại. Khi bị bệnh dịch và chết chóc bủa vây, người Ai Cập chỉ biết cầu khấn. Nhưng Pharaoh vẫn không lay chuyển. Với bốn đại nạn nữa, vòng xoáy hủy diệt phải lâu nữa mới qua. Cả đế chế cùng người Ai Cập đang lên bờ vực diệt vong. Nhưng ngày nay, có thể cả hành tinh đang bị đe dọa. Trong nhiều trường hợp, có thể một thảm họa tồi tệ sẽ mở đường cho nhiều thảm họa liên tiếp. Liệu ta đã sẵn sàng cho điều tương tự với 10 đại nạn? The question is, are we ready for an equivalent of the 10 plagues today? Chỉ cần trải qua một nửa trong số 10 đại nạn trong Kinh Thánh, sông Nin đã trở thành dòng sông máu, cá chết và xác gia súc thối rữa nằm la liệt khắp nơi. Người dân Ai Cập thì mắc bệnh lở loét da kinh hoàng. Tôi nghĩ nếu gộp cả 10 đại nạn lại thì có thể phá hủy được cả một nền văn hóa và đặt vào một ngôi mộ dưới nước. Không thịt, không cá và không có gì để uống. Giờ đây đại nạn thứ 7 và thứ 8 tấn công nguồn thức ăn của Ai Cập.
Một cơn mưa đá khổng lồ sẽ trút xuống cánh đồng lúa mì, và đội quân châu chấu sẽ muốn sạch mọi thứ trên đường đi. Kinh Thánh có viết, đây là đại nạn nghiêm trọng hơn cả. Dù nó không giết nhiều người và động vật, nhưng nó tiêu diệt nguồn sống của người Ai Cập. Ngày nay, vụ lúa của loài người bị đe dọa bởi nhiệt độ tăng, gây hạn hán và những cơn bão thì ngày một mạnh hơn. Khó mà chỉ ra chính xác được vấn đề đang diễn ra khi con người đối mặt với hiện tượng gia tăng nhiệt độ của trái đất. Nhưng thời tiết sẽ diễn biến phức tạp hơn. Ngành nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Con người sẽ đối mặt với một hành tinh đông đúc hơn. Cùng những điều đó lại, ta sẽ có một bức tranh ảm đạm. Đây là tin xấu cho mùa màng và người nông dân. Một hành tinh nóng hơn có thể mang tới vật gây hại mới. Hơn thế, sự ấm lên của trái đất sẽ kéo theo sự gia tăng các loài gây hại. Ngay lúc này, bọ vỏ cây đang tàn phá những khu rừng của Canada. Ta có thể thấy mỗi ngày càng nhiều, mang theo những căn bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết. Những bệnh dịch này đang phát triển trên khắp thế giới. Trái đất ấm lên tạo điều kiện cho loài muỗi sinh sôi. Trong Kinh Thánh, tại chương thứ 9 thể hiện quyền năng của Chúa Trời. Và bóng tối bao trùm đất nước Ai Cập. Dân chúng chắc hẳn rất lo sợ. Có thể mặt trời sẽ không bao giờ mọc lại. Khi ấy, điều gì sẽ đến với họ? Mưa đá, bão tố và bóng tối đều có mối liên hệ với nhau. Và nghiên cứu gần đây cho rằng đó là bằng chứng cho thấy Kinh Thánh đã ghi lại tai họa lớn nhất thời cổ đại. Hòn đảo Santorini của Hy Lạp cách Ai Cập khoảng 800 km về phía bắc. Đảo Santorini đã bị phá hủy vào thế kỷ 16 trước Công nguyên. Sau một đợt núi lửa phun trào lớn nhất trong vòng 10.000 năm qua, đợt phun trào này lớn gấp 50 lần đợt phun trào của núi xanh Helen vào năm 1980. Đây là thảm họa lớn nhất trong thời kỳ lịch sử xảy ra ở khu vực Địa Trung Hải. Liệu có phải câu chuyện về thảm họa Santorini đã đi vào Kinh Thánh? Một vụ nổ núi lửa lớn có thể tạo ra khối vật liệu bắn xa từ 16 đến 30 km. Bạn có thể thấy tro bụi từ trên trời rơi xuống. Bóng tối bao trùm vì mây bụi đã che kín mặt trời. Gần đây, bằng chứng rõ ràng cho thấy tro từ Santorini bay tới tận Ai Cập, cách đó hơn 850 km. Vật chứng của tro bụi là các lớp tro tìm thấy trong một lòng hồ châu thổ sông Nin. Ta biết rằng tro bụi đã bay tới phía đông và rơi xuống nơi đó. Vụ phun trào có thể giải thích cho các trận mưa đá hủy diệt. Cho núi lửa trong khí quyển gây mất ổn định bầu khí quyển, gây nên mưa lớn hoặc dông sét. Những cơn dông sét thường có kèm mưa đá. Ngày nay, khu công viên quốc gia nổi tiếng Yellowstone là quả bom hẹn giờ. Với lực nổ lớn gấp 100 lần so với ngọn Santorini, Yellowstone là một siêu núi lửa từng tạo ra vài vụ phun trào siêu lớn. Đợt phun trào gần đây nhất là vào 600.000 năm trước. Khi nghiên cứu lịch sử công viên quốc gia Yellowstone, ta thấy cứ 600.000 năm nó lại phun trào. Yellowstone tạo ra các vụ siêu phun trào. Có thể nói ta đã không thể khống chế vụ phun trào lớn cỡ đó ở hõm trảo Yellowstone. Nếu hõm trảo Yellowstone lại phun trào, nếu ta bắt gặp loại siêu núi lửa đó, ta đang chứng kiến sự tàn phá quy mô giãn nở lục địa. Vụ nổ Santorini có thể đã giết hàng ngàn người. Nhưng nếu hõm trảo Yellowstone rộng 48 km phát nổ, tình hình còn tệ hơn nhiều. Cho bụi trong khí quyển sẽ khiến cả hành tinh rơi vào mùa đông hủy diệt. Trên khắp thế giới, số người thiệt mạng có thể lên tới 1 tỷ người.
could be up to a billion worldwide. Vấn đề đáng quan tâm không phải là liệu núi lửa có hoạt động trở lại hay không, mà là nó sẽ hoạt động vào lúc nào và ta không thể ngăn chặn được núi lửa hoạt động. Theo Kinh Thánh, các pharaoh thả tự do cho người Israel không phải do đế chế suy tàn, mà là do cái chết của những người con trai trưởng của pharaoh. Tài ương thứ 10 giết chết những người con trai trưởng của pharaoh. Nhà nhà than khóc, đó là sức tàn phá ghê gớm của tài ương đặc biệt này. Tai ương này cũng là hệ quả của các tai ương trước. Mưa đá và châu chấu phá hủy vụ mùa, buộc người Ai Cập sống dựa vào ngũ cốc dự trữ. Ngũ cốc bảo quản trong lòng đất sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc và chất độc nguy hiểm phát triển. Nấm mốc lại tạo ra một loại hóa chất cực mạnh. Hóa chất này được gọi là độc tố nấm. Chỉ cần một lượng rất nhỏ vài phân tử của loại độc tố nấm này đã có thể giết chết người và gia súc một cách nhanh chóng. Con trai trưởng trong gia đình luôn là người được ăn nhiều nhất. Theo tục lệ thì con trưởng luôn được hai phần ăn. Do được ăn nhiều hơn những người con thứ hay trẻ em, nhưng con trưởng cũng dễ bị ngộ độc và chết. Những tai ương tàn phá cả đế chế Ai Cập. Ở một đoạn khác trong Kinh Thánh, chỉ mất vài khắc để tiêu diệt cư dân cả một thành phố. Thật không may là điều tương tự có thể xảy ra ở thời hiện tại. Cả một thành phố đang trong thời khắc huy hoàng, thịnh vượng. Còn người dân thì đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Nhưng thử hình dung, nếu bóng đêm đổ xuống nền trời Los Angeles, từng dòng tro và nham thạch từ trên trời bỗng đổ xuống, vòng trời mở ra và cơn thịnh nộ của Chúa Trời giáng xuống. Trong chốc lát, hàng triệu sinh mạng sẽ bị xóa sổ. Điều này từng xảy ra trong quá khứ. Sáng Thế Ký, chương 19, khổ 24-25. Đức Chúa Trời đổ đá và lửa từ trên trời xuống Sodom và Gomorrah. Người trừng phạt những thành phố này, từ thung lũng xuống tận cư dân trong thành phố và mọi loài dưới mặt đất. Các nhà sử học đang cố tìm lại những thành phố tội lỗi trên bản đồ. Những năm 70 của thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học Jordani đã khai quật hai thành phố bỏ hoang, từng là khởi nguồn cho câu chuyện này trong Kinh Thánh. Khoảng năm 1979, các nhà khảo cổ học đã phỏng đoán rằng nếu câu chuyện về Sodom và Gomorrah là có thật trong lịch sử, thì những tàn tích của Babandra và Namora có thể là nơi khởi nguồn của tất cả. Thành trì Babandra từng ngự trị trên một đỉnh ngọn đồi lớn, nhìn ra vùng đồng bằng của biển chết. Hiện tại nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát. Tuy nhiên, chính nghĩa trang của thành phố này có thể tiết lộ những bằng chứng quan trọng. Nhà khảo cổ học Mohammed Najjar, cựu chủ tịch Ủy ban di tích Jordani cho biết, nghĩa trang Babandra rất lớn. Không phải mọi ngôi mộ đều đã được khai quật. Những nhà nghiên cứu kết luận rằng ở đây có khoảng 20.000 ngôi mộ. Và ngày nay, xương người vẫn nằm rải rác ở khu vực này. Những nghĩa trang khổng lồ thể hiện số dân từng sinh sống tại đây. Có thể nói, đây là một khu vực tập trung đông dân cư. Đây là hiện tượng lạ trong thời đồ đồng của Jordani. Babandra có vẻ là một thành phố lớn.
Có lẽ có tới vài ngàn cư dân. Do vậy, đây hẳn là một thành phố khá quan trọng ở thời kỳ đó. Nền văn minh đây từng tồn tại và phát triển rực rỡ trong hơn 600 năm. Nhưng vào khoảng năm 2350 trước công nguyên, lối vào thành phố đột nhiên bị niêm phong và cả thành phố bị bỏ hoang một cách đầy bí ẩn. Không ai biết lý do tại sao. And the town was mysteriously and completely abandoned. Thành phố Namora nằm cách đó 12 km, cũng cho thấy bằng chứng đột ngột bị bỏ hoang. Tuy nhiên, lý do nơi đây bị bỏ hoang lại rất rõ ràng. Chúng ta đang nghiên cứu lớp tro trầm tích dày khoảng 60 cm do lửa tạo ra trên bề mặt ở đây. Như ta đã biết, lớp trầm tích này không thể do lửa sinh hoạt tạo ra. Đây chỉ có thể là dấu hiệu của một trận hỏa hoạn lớn. Cạnh tháp công sự của thành phố, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy thêm bằng chứng của thảm họa. Đó là các xác người không được chôn cất. Lúc này, chúng ta đang ở cạnh ngọn tháp. Các bộ xương được tìm thấy ngay tại khu vực này. Chúng tôi tin rằng những người này đã bị đè chết khi ngọn tháp sập. Xác người phủ đầy gạch vụn. Những bộ xương nát vụn đã tiết lộ nguyên nhân hỏa hoạn. Các nhà nhân chủng học đã tiến hành thí nghiệm trên những bộ xương này và đưa ra kết luận những người này chết trong các trận động đất. 4.500 năm trước, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Namora. 4,500 years ago, tháp công sự và tường thành đã bị sập, kéo theo một trận đại hỏa hoạn. Đây không phải là vụ động đất đầu tiên và cũng chưa phải vụ cuối cùng đe dọa cư dân vùng biển chết. Những trận động đất nhỏ xảy ra gần như hàng ngày ở khu vực này, và cứ sau vài thế kỷ lại có một trận động đất lớn. Đó là do những bất ổn địa chất, vì khu vực này nằm ngay trên phân giới giữa hai mảng kiến tạo, hai mảng vỏ lớn của trái đất. Ở vùng biển chết thì chẳng cần đưa lưu huỳnh cháy vào câu chuyện hỏa hoạn. Nếu phải lựa chọn giữa cụm từ hỏa hoạn hay cháy lưu huỳnh thì phải gọi là hỏa hoạn mới đúng. Brimstone chỉ là lưu huỳnh, nhưng khi lửa và lưu huỳnh phối hợp với nhau thì sẽ xảy ra hỏa hoạn. Tại vùng này, lưu huỳnh tồn tại ở cả thể rắn và thể khí, mà lưu huỳnh thì rất dễ cháy. Trong Kinh Thánh nói về lưu huỳnh và lửa, chính là nói tới hỏa hoạn. Thuở xưa, cư dân ở nơi đây rất quen với loại đá này. Nên loại đá này được nhắc nhiều trong Kinh Thánh. Những tay ương ngày nay có thể tạo ra loại truyền thuyết mới. Nếu các dự đoán này đều đúng, thì hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để viết về các thành phố ở bang California. Một trận động đất cổ xưa đã tàn phá cả một vùng đất và tạo ra một trận đại hỏa hoạn thiêu trụi mọi thứ. Hai thành phố đổ nát là Babodra và Namora. Gợi lại câu chuyện ở thành phố Sodom và Gomorrah, câu chuyện hủy diệt nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh. Namora có vẻ như bị tàn phá trước Babodra. Hai thành phố này không bị phá hủy đồng thời. Nếu ta tới phía nam biển chết vào khoảng năm 1800 trước công nguyên, ta sẽ nhìn thấy đống đổ nát của Babodra và Namora hoang phế hàng thế kỷ sau thảm họa. Sẽ có người hỏi, bờ bên kia có chuyện gì vậy? Ta có thể trả lời, đó là thành phố tội lỗi và Chúa Trời đã phá hủy nó. Dân số của Namora có hàng trăm người trước khi bị động đất tàn phá. Thảm họa ở Haiti và Chile năm 2010 cho thấy các trận động đất có thể đe dọa tính mạng hàng triệu người. Vì ngày nay, dân cư ở các khu đô thị trung tâm đông hơn nhiều so với thời xa xưa.
Quy mô tàn phá gần như khó có thể tưởng tượng nổi và vượt xa những điều xảy ra trong kinh thánh. Khu vực bờ Tây nước Mỹ cũng cần quan tâm tới những lời cảnh báo trong quá khứ và hiện tại, cũng như vùng biển chết. Bờ biển California nằm trên đường nứt gãy, chia cách hai mảng kiến tạo khổng lồ. San Andreas là đường nứt gãy hoạt động nhiều nhất thế giới. Đường nứt gãy này đi qua San Diego, Los Angeles, lên tới tận San Francisco. Hai mảng này đều đang chuyển động, và khi chúng chạm vào nhau thì áp lực sẽ tăng dần. Đôi khi lực va chạm này đột ngột giải phóng và gây nên chấn động lớn. Trong vòng 30 năm tới, 99% khả năng California sẽ phải chịu một trận động đất có cường độ ít nhất là 6,7 độ Richter. Các nhà địa chất cho biết, miền Nam California và thành phố Los Angeles có nguy cơ cao nhất chịu động đất. Nam California là một trong những khu vực đông dân cư. Los Angeles là thành phố đông dân cư thứ hai thế giới, với dân số tới hơn 24 triệu người. Nơi đây chưa chịu trận động đất nào lớn trong gần 150 năm qua. Do đó, trận động đất tiếp theo có thể là thảm họa. Hệ thống hạ tầng năng lượng, điện, nước được cung cấp liên tục cho cả thành phố. Giả sử nếu xảy ra một trận động đất lớn, thì hệ thống cung cấp khí gas và nước sẽ bị phá hỏng, gây ra hỏa hoạn và lũ lụt trên khắp thành phố. Rất khó dự báo được động đất và càng không thể ngăn nổi. Cả California chỉ biết chờ đợi. Động đất, siêu núi lửa, đại hồng thủy. Bất cứ thảm họa kinh hoàng nào cũng có thể phá hủy hành tinh này. Dường như ngày tận thế đang đến gần. Cuốn sách cuối của Kinh Thánh cho ta biết điều gì sắp tới. Rất khó lý giải cuốn viết về khải huyền. Đó có phải là một giấc mơ hay thực tế đang diễn ra như vậy? Khải huyền là lời tiên tri kinh hoàng, thì ngất tai họa khác trong Kinh Thánh chỉ là chuyện nhỏ so với tai ương này. Bốn kỵ sĩ khải huyền sẽ cưỡi trên con sóng kinh hoàng này. Chiến tranh, nạn đói, bệnh tật và chết chóc sẽ giáng tai họa cho trái đất. Bóng đêm ngự trị, các ngôi sao từ trên trời rơi xuống trái đất. Đoạn này của lời tiên tri đã làm dấy lên tranh cãi giữa các nhà vật lý thiên văn. Ở nhiều vùng, ta nói về các vì sao rơi xuống từ trên trời. Đó là sự kiện duy nhất có thể phá hủy mọi sự sống trên trái đất trong chốc lát, tới từ vũ trụ. Tai họa cuối cùng có thể giáng xuống từ trên trời. Khải huyền là bộ sách cuối cùng của Kinh Thánh. Nhiều người tin nó cho biết ngày tàn của chúng ta. Nhưng khải huyền cũng mô tả một tương lai mà bầu trời làm thay đổi trái đất. But Revelation also describes a future where the sky turns on planet Earth. Khải huyền, chương 6 của 13. Mặt trời chuyển màu đen như màu của chiếc bao dệt từ lông dê, mặt trăng đỏ như máu, và các ngôi sao rơi xuống trái đất. Ngày nay khổ này kết nối một số mối đe dọa có thực. Có thể có va chạm tiểu hành tinh, va chạm sao chổi xóa sổ sự sống trên trái đất trong vài phút.
We have the possibility of asteroid collisions, possibility of cometary impacts that could perhaps obliterate all life on Earth, perhaps within a matter of minutes. Ta có thể đột nhiên đối mặt cùng định mệnh với khủng long. 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh rộng gần 10 km từ trên trời lao xuống quần đảo Yucatan của Mexico. Khiến khủng long tuyệt chủng. Quy mô của thảm họa này vượt qua mọi hình dung. Do đó, sự kiện tuyệt chủng khổng lồ này lớn tới mức đã tiêu diệt gần nửa số loài trên trái đất. Nếu nó từng xảy ra, cơ hội lặp lại là rất lớn. Apophis là khối lớn của một tiểu hành tinh. Nó rộng khoảng hơn 300 mét bằng sân vận động Rose Bowl. Nếu vật này lao xuống trái đất, nó sẽ đâm với lực xấp xỉ 100.000 quả bom ở Hiroshima. Năm 2029, Apophis tới đủ gần để bạn nhìn được bằng ống nhòm. Tiểu hành tinh này sẽ cách trái đất khoảng gần 30.000 km, gần hơn cả một số vệ tinh của ta. Từ cách nó bay vòng quanh trái đất, nó sẽ đi qua lần thứ hai vào năm 2036. Lúc đó ta không biết nó có va vào trái đất hay không. Các ước tính gần đây cho thấy khả năng nó sẽ va chạm là 1/100.000, nhưng ta không thể biết chắc. Khó có phép màu nào đoán được đường đi chính xác của vật thể hủy diệt này. Of a planet-killing object. Từ những trang đầu tiên của Sáng Thế Ký tới đoạn cuối cùng của cuốn Khải Huyền, Kinh Thánh liệt kê hình phạt chết chóc cho loài người. Ngay cả khi ta tránh những viên đạn siêu nhiên này, vẫn còn một thứ ta không tránh được. Kinh Thánh nói, cát bụi về với cát bụi. Các nhà vật lý của ta nói, từ bụi sao, ta trở về với bụi sao. 5 tỷ năm từ giờ, ta sẽ có ngày cuối cùng đẹp đẽ. Sau đó, mặt trời giãn ra thành cả khổng lồ đỏ. Bầu trời sẽ bốc cháy. Bạn sẽ nhìn khắp đường chân trời và thấy mặt trời chế ngự toàn bộ bầu trời. Có lẽ ta cần xây dựng nơi trú ẩn khổng lồ trong không gian, du hành tới thế giới khác, trên một hành tinh của thái dương hệ khác lòng tham vọng. Set sail for some other haven, kind of Mount Ararat of a planet on another solar system. Ở thời đại nào, con người cũng đều phải đối mặt với tai ương của chính mình. Tìm lời giải từ Kinh Thánh trong bộ mặt của thảm kịch là mong muốn rộng khắp. Đó là điều ta chia sẻ cùng tổ tiên và con cháu sau này. Đây là những vấn đề còn mãi trong nhận thức của con người, ngay cả trong những nỗi sợ hãi. Nó đi thẳng vào nỗi sợ hãi sơ khai nhất, rằng không biết điều gì sẽ xảy ra sau cái chết, sợ thế giới bên kia. Ngay cả với phát minh khoa học ngày nay, con người vẫn khá duy tâm về nhiều thứ. Không ai có thể dự đoán điều gì ở phía trước, nhưng sớm hay muộn, các câu chuyện mới về thảm họa sẽ được bổ sung khi các thế hệ tương lai biết tới các thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Future generations are introduced to forces beyond mankind's control.